LCK được fan khen là khu vực mạnh nhất Liên Minh vì những bức ảnh chế hài hước. Với nhiều game thủ Liên Minh, dù không có thời gian theo dõi toàn bộ các trận đấu của đội tuyển mình yêu thích, nhưng vẫn sẽ dành thời gian để xem highlights. Và để các game thủ tìm kiếm highlight một cách dễ dàng, hầu hết các kênh YouTube đều sẽ để ảnh bìa là logo đội tuyển, kết quả trận đấu, logo giải đấu. Nhưng LCK thì khác. Editor của khu vực này được nhiều fan Việt Nam khen là mạnh nhất làng Liên Minh vì những bức ảnh thú vị. Cụ thể, trong mỗi video highlight thì editor thường chia những bức ảnh hài hước, lồng ghép gương mặt tuyển thủ và các vị tướng, làm nhiều fan bật cười. Ragax phiên bản Zeus, Faker trong vai nguyên soái Noxus, Honor với cái đầu chọc của Lee Sin, huấn luyện viên Vista được quấn băng như Amumu. Theo nhiều fan, đây là cách làm content khá thú vị và hiệu quả của Riot Hàn Quốc. Nguyên nhân vì những bức ảnh hài hước này sẽ giúp người xem hứng thú hơn với những video highlight. Mặt khác, nhiều người cũng sẽ mượn những meme này để comment dạo, từ đấy xây dựng cộng đồng Liên Minh một cách gián tiếp. Trước đấy, khu vực Hàn Quốc cũng được nhiều fan ca ngợi vì các editor thường làm video highlight với những phong cách mới lạ. Điển hình như màn giao tranh 1v1 được chế thành game đối kháng của Summit và Nuguri. Với những content thú vị ấy thì LCK đang được nhiều fan nói vui là ăn muối thay cơm và hứa hẹn sẽ ra thêm nhiều nội dung hấp dẫn khác trong tương lai.